bạn đã thấy được là giá của BTC đó, cuối tuần này thì cũng rất là ổn định chúng ta vẫn thấy là xoay quanh cái mức là 21.000 đô có lúc tăng lên tới mức là 21.600 có lúc xuống thấp giống như cái tay vài tiếng đồng hồ đó là khoảng 20.800 nhưng mà nói chung thì giá cũng ổn định ở mức là 21.000 đô và chúng ta có thể nhìn thấy những đồng lớn đi chúng ta nhìn vào BTC thì trong vòng 24 giờ qua đó xuống 1.1% sau khi tăng lên tới 21.600 hôm qua nhưng mà những cái đồng khác đó thì cũng không có sự di chuyển nhiều chúng ta thì được là từ Ethereum tới BNB tới XRP thì lên xuống khoảng chừng là 1 tới 2 mà thôi nhưng mà Ethereum một tuần qua thì vẫn tăng 10 và lý do là liên quan tới The Merge đã có một cái ngày ước tính rồi thường sẽ chia sẻ thêm thông tin với các bạn trong cái top 100 này đó lên nhiều nhất thì chúng ta thấy được là có Lido Down lên 27% trong vòng 24 giờ qua Và Ethereum Classic đã lâu rồi chúng ta không nghe nói tới cái tên Ethereum Classic thì tăng 22% Còn xuống nhiều nhất đó cũng không có đồng nào gọi là xuống nhiều lắm Chúng ta thấy được là tiếp tục cái sự dao động là đến từ Terra Classic USD Nghe đồng USD hồi xưa đó là xuống 8.7% Synthetic xuống 6.7% và Curve Down thì xuống 6%. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào một số những cái thông tin nổi bật, đây, thì muốn chia sẻ một cái meme với các bạn. Nhưng mà nào mà là fan của Metaverse NFT sẽ hiểu cái meme này là gì? Một ngày nào đó, tất cả sẽ là của con. Và không biết là tất cả là cái tài sản hay là chỉ nói là cái tường hay là cái kính VR này thôi. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về những thông tin nổi bật đi. Thì trước hết chúng ta có cái thông tin cuối tuần này đó chính là thông tin liên quan đến à, Ethereum đã có một cái ngày ước tính khi nào ethereum sẽ có cái hiện tượng the merge có nghĩa là cái sự kiện mà hợp nhất giữa hệ thống proof work trở thành hệ thống proof stake của ethereum Tại vì chúng ta đã biết là Ethereum bây giờ đã có hai cái mạng lưới chạy song song với nhau Mạng lưới là Proof of Stake và mạng lưới là Proof of Work Thì cuối cùng sẽ chuyển hết qua Proof of Stake Đó chính là cái lịch trình của Ethereum đã có từ nhiều năm rồi Và cuối cùng chúng ta cũng đã biết một ngày ước tính đó, đó chính là dựa đến cuối tháng 9 Không có một ngày nào chính thức hết Tại vì chúng ta thấy được là cái ngày đó dựa theo cái số lốc Và cái số lốc đó là dựa theo cái tốc độ đào trên lưới của Ethereum Cho nên cái số lượng lốc đó rất khó tính Nhưng mà ước tính bây giờ là dựa đến cuối tháng 9 và đương nhiên đối với Tây Nguyên thường thường cộng thêm 3 tháng nữa Tại vì lúc nào họ cũng sẽ bị những cái delay Tại vì chúng ta thấy được là cho đến bây giờ đó Họ vẫn còn một cái testnet Đó chính là cái testnet thứ ba thử nghiệm cuối cùng Đó chính là Gurley Và sẽ diễn ra vào tháng 8 Và cái bom đậu khó đó cuối cùng Họ nói là sẽ kích hoạt tháng 8 này đây là một cái lập trình mà đã bị trì hoãn từ năm 2017 rồi Các bạn nào mà xem những video cũ cũng đã biết chúng ta nói tới bơm độ khó rất nhiều lần rồi Nhưng mà nào mà không rành bơm độ khó hay difficulty bơm là gì Bơm độ khó đó là khi mà họ kích hoạt rồi Thì cái độ khó đào trên mỗi của Ethereum sẽ tăng lên rất là nhanh Tại sao họ lại muốn làm như vậy? Tại vì họ muốn những thờ đào bỏ cuộc, không đào nữa và chuyển qua hệ thống Proof Stake Đó chính là cái đường đi của Ethereum đã có và từ nhiều năm thường đã chia sẻ với các bạn tại sao rồi thì Thuận sẽ chia sẻ thêm một số những cái suy nghĩ của Thuần liên quan tới Ethereum chuyển qua thành Proof Stake Tại vì có nhiều bạn cũng hỏi Thuần về điều này Nhưng mà đây là một trong những yếu tố thì nghĩa là dẫn đến giá của Ethereum đã tăng trưởng nhanh hơn là BTC trong vòng một tuần qua Kế tiếp chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Celsius Các bạn đã nhớ là Celsius thì đã khai phá sản và cần được bảo vệ dưới cái chương 11 của luật phá sản Thì trong cái luật phá sản này đó thì sao sẽ phải đưa ra một cái chiến lược để mà bồi thường cho những nạn nhân những cái chủ nợ của mình thì sao nói đó là trong cái chi nhánh của sao có một cái chi nhánh là chuyên đào BTC và họ nói là cái chi nhánh này đó có thể tiếp tục đào Bitcoin và họ muốn là được bảo vệ để mà không có bị siết tài sản tại vì đây đó là một trong những cái đơn vị mà có thể kiếm được lợi nhuận và có thể lắp cái lỗ hỏng 1,2 tỷ các bạn nên nhớ là bây giờ họ có cái lỗ hỏng rất là lớn đó chính là 1,2 tỷ đô la và họ nói được là cái bộ phận đào Bitcoin của Celsius ước tính là có thể đào được 15.000 BTC năm 2023 Có nghĩa là tương đương với khoảng chừng là 310 triệu USD giá hiện tại Thì khi mà đào đó họ sẽ dùng cái phần đó để mà bồi thường cho những nạn nhân khi mà họ đào được Bitcoin Và chỉ có thể làm được nếu như mà Celsius không bị siết tài sản mà thôi Và họ cần tìm kiếm cái nhà đầu tư đó để tiếp tục đào để mà trả nợ Có nghĩa là họ cần thêm một nguồn vốn nữa nghe nó thì cũng có lý nhưng mà để thường chia sẻ với các bạn một số những cái suy nghĩ thứ nhất đó là họ nói họ có thể đào được 15.000 BTC năm 2023 mà chúng ta thấy được là họ đào được con số này cho là đào được đi thì cái số lượng chi phí đào là bao nhiêu các bạn đã biết là cái ngành đào là một cái ngành mà rất là khốc liệt cạnh tranh rất là cao cho nên cái số lượng BTC này đào ra thì cũng không phải là dễ đâu và con số này nhìn rất là cao đi thông chia sẻ với các bạn để bạn hiểu rõ hơn con số mà đưa ra bởi Celsius là 15.000 BTC năm 2023 mà Celsius là một công ty mà không phải chuyên về đào BTC họ là công ty mà trả lãi khi người ta gửi tiền và cho vay chứ không phải là chuyên về đào Celsius Mining là một phần nhỏ của công ty Celsius mà thôi chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những thống kê được chia sẻ với những công ty mà họ chuyên về đào đi đây là cái dữ liệu đến từ công ty Metatron, Metatron là công ty mà chỉ chuyên về đào mà thôi, thì các bạn nghĩ là năm ngoái đó cả năm họ đào được bao nhiêu BTC? Một công ty mà chuyên về đào đó cả năm ngoái họ chỉ đào được có 3.197 BTC mà thôi. Đây là thống kê được chia sẻ bởi Metatron, một trong những cái xưởng đào lớn của thế giới. Chúng ta có thể nhìn thấy được là tương tự, HA cũng là một công ty chuyên về đào. Và họ thống kê đó là tháng 5 mới đây đó, nguyên tháng đó họ đào chỉ được có 309 Bitcoin mà thôi. Thì nếu chúng ta lấy con số tháng 5 này đi, nhưng cho 12 tháng thì ước tính một năm đó công ty HD đào là 3708. Các bạn thấy rồi cả hai công ty này, công ty Marathon là 3197 và công ty HD ước tính là cũng khoảng chừng là 3.708 Những con số này chỉ 1 phần 5 con số được chia sẻ bởi Celsius mà thôi Cho nên khả năng mà họ đào được 15.000 BTC đây cũng có nhiều cái nghi vấn ở đây Thường hy vọng là họ có thể làm được những gì mà họ nói để bồi thường cho những cái chú nợ và những nạn nhân Nhưng mà có nhiều nghi vấn hiện tại các bạn cũng đã thấy rồi mà nói tới đào BTC đó thì một BTC bây giờ đào là khoảng chừng bao nhiêu tiền thì rất khó để mà ước tính, tại vì chúng ta biết được là nhiều yếu tố liên quan tới cái bạn đào ở đâu, cái tiền điện cái bạn đào bao nhiêu, nơi đó là khí hậu nóng hay là lạnh, đương nhiên lạnh thì sẽ sử dụng ít điện hơn à, khi mà chúng ta không cần phải mở máy lạnh nhiều, hay là chúng ta được là cái quy mô đào là bao nhiêu, công sự đó là bao nhiêu người vân vân, thì rất nhiều yếu tố nhưng mà Ít ra cũng có một cái thống kê gần đây được chia sẻ bởi ngân hàng hàng đầu ở Hoa Kỳ là JP Morgan. Thì JP Morgan họ ước tính là đào Bitcoin đó trước đây là tốn khoảng chừng là 24.000 đô đi đào được một BTC. Con số này là cao hơn cái giá của Bitcoin hiện tại. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 6 đó thì đào Bitcoin chỉ tốn có 13.000 đô mà thôi. Tại sao thì họ nói là có nhiều cái máy đào mới đó ra đời và những cái máy đào mới này đó thì có cái khả năng đào tốt hơn cũng như là họ sử dụng ít điện hơn cho nên những cái máy đào mới này đó là một trong những yếu tố dẫn đến là cái giá đào BTC giảm xuống còn 13.000 mà thôi. Một điều khác nữa đó thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta hãy nhìn trên màn hình đi Đây là cái tài liệu bên tay trái đó trên màn hình các bạn Đây là tài liệu liên quan đến tổng cái số lượng tốc độ đào Thì bắt đầu là từ thời điểm ngày 10 tháng 5 đó chúng ta thấy được là cái tốc độ đào cũng đã có cái xu hướng là đi hàng ngang Thậm chí giảm một chút trong khi mà chúng ta thấy được bao nhiêu năm qua cái tốc độ đào cứ tăng và tăng liên tục và đương nhiên khi mà tốc độ đào tăng thì dẫn đến là độ khó đào tăng bây giờ tốc độ đào hầu như đi hàng ngang và giảm một chút thì độ khó đào cũng sẽ có xu hướng giảm theo tại vì nó cách nhau khoảng chừng là hai tuần tốc độ đào và cái độ khó đào nó sẽ đi song song với nhau Độ khó đào của Bitcoin đó 4 ngày nữa sẽ điều chỉnh, bây giờ ước tính là điều chỉnh xuống 3.89%. Chỉ cần là cái độ khó đào không tiếp tục tăng nữa và chúng ta có những cái máy đào tốt hơn thì đương nhiên đào sẽ hiệu quả hơn rồi. Cho nên đây là cái thống kê được chia sẻ bởi JP Morgan. Thường biết là có một số bạn xem kênh này đã cũng chuyên về đào BTC. Thì những bài nào mà có thêm thông tin hay là các bạn có muốn chia sẻ là các bạn đào một Bitcoin đó, các bạn đào ở nơi nào và chi phí ước tính là khoảng bao nhiêu thì các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này để cho nhiều bạn có được thêm thông tin. Và có một cái tài liệu mà rất nhiều người đang nói tới bây giờ đó chính là cái sự chỉ trích của cho Hutchinson với lại Michael Saylor thì bắt nguồn từ đâu các bạn đang thấy được là bắt nguồn đó là từ Michael Saylor tại vì chúng ta đã nhớ là cách đây vài ngày đó thì Michael Saylor đã nói là Ethereum chắc chắn là một chứng khoán chúng ta cũng đã nói về thông tin này cách đây vài ngày rồi và đây cũng không, không phải là thông điệp gì mới các bạn đã thấy được là Michael Saylor đó của Michael Strategy một trong những người mà lưu trữ nhiều BTC và là công ty trên sàn chứng khoán lưu trữ nhiều BTC nhất đó chính là công ty Michael Strategy thì Michael Saylor đã từng nói nhiều lần là không có đụng đến bất cứ một altcoin nào thậm chí là Ethereum cũng không đụng đến tại vì nghĩ là ngoại trừ Bitcoin ra đó đồng duy nhất mà SEC nói không phải là chứng khoán tất cả đều có khả năng là chứng khoán hết cho nên không đụng đến và gần đây đã có một bài viết thuận cũng mới biết luôn tại vì thuận tưởng là là Michael Saylor chỉ nói về tên nhầm thôi nhưng mà gần đây có bài viết nói là Michael Saylor nói Cardano cũng là một chứng khoán thì trong một cái buổi livestream thì có người hỏi cho Hutchinson của Cardano nghĩ sao về những lời phát biểu của Michael Saylor cho Hutchinson chia sẻ khoảng chừng là hai phút thì tương đối đó là hai người cũng không có thiện cảm lắm cho Hutchinson hầu như là không có thiện cảm đối với Michael Saylor, nghĩ Michael Saylor cũng khá là điên rồ và lý do tại sao mà Michael Saylor liên tục uh, tấn công hay là chia sẻ những thông tin khiến cho nhiều người lo lắng về đồng nào là chứng khoán đó là tại vì Michael Saylor bản thân đầu tư rất là nhiều vào trong BTC và nếu như mà Bitcoin không thành công đó, thì Michael Saylor có khả năng là bị phá sản, đó chính là lời nói được chia sẻ bởi cho Hutchinson. Và thêm vào đó đó thì cho uh, Hutchinson nói là hai cái rất là khác nhau chúng ta có thể là yêu thích Bitcoin cũng được luôn nhưng mà chúng ta có thể hiểu được đó là BTC chỉ có thể làm được một số việc mà thôi chúng ta có thể xem Bitcoin như là tài sản lưu trữ dài hạn chống mình làm phát vàng 2.0 chúng ta cũng có thể dùng BTC để mà sử dụng như là tiền tệ nếu như mà chúng ta muốn nhưng mà thật ra chúng ta chỉ thấy được BTC đó cũng hạn chế tới đó mà thôi chứ còn nếu như mà chúng ta muốn thực sự gây dựng những cái công ty những cái ứng dụng phi tập trung những cái nền tảng thì không thể nào mà gây dựng ở trên Bitcoin được cho nên chúng ta cũng cần phải có những cái nền tảng như là Cardano để có thể gây dựng những ứng dụng biệt lập chung đó hai cái rất là khác nhau cho nên không thể nói được là chúng ta chỉ cần BTC mà thôi không cần bất cứ một cái altcoin nào đó là cái suy nghĩ của những người mà theo chủ nghĩa Bitcoin như là Bitcoin Maximalist John Hutchinson cũng đã đề cập đến một số những người mà trước đây chúng ta nghe nói tới rất là nhiều nhưng mà một trong những lý do Trước hết tôi muốn chia sẻ là tại sao mà nhiều người lo lắng khi mà chúng ta thấy được là một cái đồng nào đó được liệt vào chứng khoán là tại vì nếu như mà được liệt vào là chứng khoán đó thì phải cần phải đăng ký với SEC và hầu như là rất khó để đăng ký và nếu như không đăng ký được đó, thì coi như đồng đó là không thể hoạt động mà được đi vào chứng khoán rồi đó thì chúng ta sẽ thấy được là tất cả những cái sàn như là Binance, FTX vân vân Coinbase đều sẽ phải loại đồng đó ra khỏi sàn. Đương nhiên, đó không có nghĩa là đồng đó sẽ chết đi hay là không ai sử dụng nữa chúng ta được là vẫn có thể sử dụng trên những sàn phi tập trung hay là sử dụng mạng lưới thì vẫn còn nhưng mà sẽ rất khó khăn khi mà một đồng mà không có mặt trên những cái sàn lớn ở hoa kỳ giống như là xrp thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với lại cái sự tăng trưởng nhất là liên quan tới giá cả cho nên nhiều dự án đó không muốn bị liệt vào chứng khoán vì lý do đó và khi mà liệt vào chứng khoán đó thì nhiều người nói là tại sao những dự án họ sẽ bãi bỏ giống như mình chúng ta nói tới trước đây đó thì Telegram cũng muốn đưa ra một token nhưng mà sau đó đã không dám đưa ra tại vì SEC liệt vào là chứng khoán. Chúng ta cũng thấy được là nhiều dự án khác cũng có cái dấu hiệu tương tự. Mỗi một dự án nào đó mà bị SEC nhắm tới thì hầu như là dự án đó đó là đều phải uh, lùi bước. Tại vì sao? Tại vì chúng ta thấy được là nếu như muốn đối đầu với SEC đó cần một số tiền rất là lớn giống như là công ty Ripple đó đã trong cái vụ kiện này về SEC đó hai năm nay ảnh hưởng rất lớn đối với lại cái giá cả của XRP cũng như là chúng ta được tốn rất nhiều tiền CEO của công ty Ripple nói là cho đến khi mà kết thúc cái sự kiện này đó thì có thể tốn lên tới là hơn 100 triệu đô la tiền pháp lý mà thôi như là tiền để mà mướn luật sư đã lên tới 100 triệu rồi cho nên những cái dự án nhỏ làm sao mà có thể chống lại được với SEC nhưng mà ít ra thì Broadcasting uh, Brad House của Ripple cũng đã nói được là công ty hoàn toàn chấp nhận trả số tiền này để có thể là đẩy lùi SEC chứ nếu không SEC sẽ tiếp tục tấn công nhiều dự án nữa đây là một trong những cái cuộc chiến không chỉ riêng cho công ty Ripple và SEC mà cả thị trường này nữa nhưng mà chúng ta nói trở lại đi thì đây là lý do tại sao mà mỗi một lần mà Michael Saylor nói là đồng nào là chứng khoán thì nhiều người rất là lo lắng và đợt này thì hội cho Thompson cho Thompson thì như thường mới vừa chia sẻ với các bạn suy nghĩ như thế nào về Michael sailor và cũng đã đề cập đến một số những nhân vật mà có thể nhiều bạn mới tham gia vào không nghe nói tới trên màn hình đó, các bạn thấy có hai người người bên tay trái đó là Jimmy Son người bên tay phải đó là Thom Vays nhưng mà nào mà ở thị trường này 3-4 năm qua thì cũng đã biết mặt hai người này rồi nhưng mà những bạn mới thì có thể ít nha nói tới tại vì những người này thì họ vẫn còn YouTube channel họ vẫn còn Twitter nhưng mà cái số lượng người quan tâm đã rất ít rồi và năm 2018 là 19 là những năm đó những năm mà Thom Yves liên tục chia sẻ đó là tất cả những đồng ngoại trừ Bitcoin ra tất cả đều là lừa đảo tất cả đều là lừa đảo

đi đâu cũng nói như vậy hết nói về tiêu là lừa đảo nói Cardano là lừa đảo nói tất cả những đồng đều là lừa đảo hết đương nhiên đây là một trong những người mà theo chủ nghĩa bitcoin chỉ tin bitcoin mà thôi và tom Vase cũng là một trong những người đó mà năm 2018 nghìn mười thì liên tục đưa ra những cái nhận định lúc đó rất nhiều người theo dõi tom Vase là một trong những trader cũng nổi tiếng nhưng mà có một cái nhận định là dựa theo cái lý thuyết Hyperwave thì bitcoin lúc đó đó là xoay quanh mức là khoảng chừng là ba bốn ngàn đô thì tom Vase nói là không mua nhất định là phải chờ bitcoin xuống 1.000 đô thì lúc đó mới là đáy và cực kỳ tin tưởng và lúc nào cũng nói là Bitcoin đã sẽ xuống 1.000 đô chắc chắn là như vậy chắc chắn là như vậy rồi sau đó Bitcoin đi như thế nào Bitcoin sau đó không xuống 1.000 đô mà sau đó đó đã tăng trưởng trở lên và tăng trưởng trở lên tăng trưởng lên cho đến mức là 69.000 đô chúng ta thấy mà không có xuống 1.000 đô cho nên đợt này đã chúng ta cũng đã thấy được là cũng có một số người cũng đã giống như là Thorve theo tôi nghĩ là giống như năm 2018 đó Thorve cũng đã đoán đúng là BTC đó lúc mà đi xuống tới 6.000 đô từ 20.000 thì thì Tom Vailu nói là chưa phải là đáy sẽ xuống thêm nữa và cuối cùng cũng đã đoán đúng là Bitcoin đó xuống còn 3.000 đô nhưng mà thông Vailu lúc đó lại nói là Bitcoin sẽ xuống 1.000 đô cũng giống như đợt này nên thường cũng thấy là cũng tương tự có một số người ở trên Twitter cũng đã nói đúng là Bitcoin sẽ về xuống dưới mức là dưới 20.000 đô thì cũng đã nói đúng nhưng mà bây giờ thì nhiều người đó thì đã nói là Bitcoin sẽ xuống dưới 10.000 đô và chắc chắn là như vậy thì không có gì để chắc chắn hết á. cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn là những cái nhận định đó đó có thể làm chúng ta lỡ rất là nhiều những cái cơ hội tại vì nếu các bạn tin tưởng là bitcoin sẽ tăng trưởng theo thời gian và sẽ có một cái mức giá cao sau này thì nếu như các bạn chấp nhận chờ đợi vài ngàn đô có thể xảy ra có thể không thể xảy ra nhưng mà có đáng hay là không đáng, đó chính là điều mà các bạn phải tự suy nghĩ. Các bạn có nghĩ là nếu như mà không xảy ra mà các bạn bỏ lỡ cơ hội đó thì có đáng hay là không? Khi mà các bạn có lòng tin dài hạn như vậy, thuận đó thì lựa chọn chung bình giá dài hạn các bạn cũng đã biết rồi. Nhưng mà trở lại thì nó tóm lại ra thông tin này cũng là thông tin mà nhiều người à, chia sẻ theo thuận thì cũng giống như là một cái drama mà thôi. Nói chung thì uh, John Henderson chỉ trích Michael Saylor là một những người mà theo chủ nghĩa BTC, đương nhiên là sẽ không chấp nhận bất cứ một đồng nào.